Chào anh Yêm, trước mặt anh Yêm là bộ niêm chỉ đế. Sản phẩm bên Yêm được làm từ ngói xi đèo chứ không phải là sắt rằn hay là thiếp xây dựng như một số shop khác. Thì sản phẩm bên Yêm thì một bộ nó sẽ gồm có cái một cái cây chốt như thế này, với lại hai lế nhịp hai bên, người ta gọi là bộ niệp, về cái này người ta gọi là cây nêm. Thì một bộ nó chỉ gồm có như thế này, rồi anh em đỡ anh em khoan lỗ đi em đóng. Thì sản phẩm mới em được làm hoàn toàn là từ ngói xi đèo hết, chứ không có phe sắt xây dựng hay là thiếp chắc rằng gì đó. Thì có một số anh em kêu là sale là sản phẩm anh em bán nó, giá nó cao hơn những shop khác, tại vì anh em phải tìm hiểu xem là những shop đó họ bán là chất liệu bằng gì, quan trọng cái chất liệu bằng gì đó. Chứ anh em đừng có đánh giá quê là giá cao hay giá thấp. Thiếp xây dựng thì bên em vẫn có thể rèn cho anh em, làm cho anh em luôn nếu anh em có nhu cầu về tích rỉ. Nhưng mà em nói với anh em là anh em thiếp xây dựng anh em chỉ làm chơi thôi, còn nếu anh em làm lâu dài thì anh em nên lấy cái loại ngói này làm là sẽ tốt hơn. Thì sản phẩm em gồm có 4 size 14, 16, 18 và 20 mm. Thì 14 với 16 thì anh em đặt hàng thì sẽ có sẵn. Riêng cái loại size 20 này hay là size 18 thì anh em phải đặt trước tầm 1 đến 2 ngày thì mới có hàng gửi cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu về đặt hàng hay là mua, anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em sẽ gắn ở trên video, hoặc anh em cũng có thể liên hệ bên Zalo cũng được. Cảm ơn anh em để theo dõi video.